Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với cái loạt video hướng dẫn phần mềm Illustrator của mình. Trong bài học ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn hai cái nhóm panel của cái menu Windows, đó là Symbol và Transform. Hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn cái panel Swatch đúng không ạ? Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn học cái menu cái panel Symbol. Symbol là gì? Symbol, các bạn hiển thị hiển thị ký hiệu, cái vector xác lập sẵn và các thư viện symbol. Nó cũng cho bạn định nghĩa và làm việc các symbol tùy ý mới. Tức là cái panel symbol này nó hiển thị các ký hiệu vector đã có sẵn trong thư viện và các bạn có thể tạo các cái symbol mới. Nha các bạn, đây là cái thư viện symbol nha các bạn. Các bạn có thể vẽ cái symbol này ra bằng cách nào ạ? Đây, hôm trước tôi đã chỉ các bạn gì ạ? Sử dụng cái công cụ symbol prior tool đúng không ạ? Bây giờ các bạn chọn một cái symbol, các bạn nhìn thấy gì chưa? Đây là cái symbol các bạn. Hoặc còn một cái cách khác là các bạn có thể kéo symbol từ trực tiếp từ trong cái hộp panel symbol ra đấy, các bạn hiểu không ạ? Đấy thì có hai cách các bạn có thể vẽ cái symbol nha các bạn. Đây là cái cách mà vẽ cái symbol đó, hoặc các bạn có thể chỉnh sửa cái symbol bằng cách gì ạ? Nhấp đúp vào. Nếu các bạn đã từng làm flat thì các bạn thấy cái bánh xe trên góc này là symbol, các bạn nhấp đúp vào nó cũng hiện lên như thế đúng không ạ? Để chỉnh sửa các cái đường path, các cái đối tượng bên trong cái symbol. Ví dụ bây giờ cái stroke này tôi không thích cái màu đó nữa, mà tôi thích màu khác. Đấy, các bạn nhìn thấy gì ạ? Symbol này. Đấy, các bạn nhìn nhá. Đấy, bây giờ chỉnh sửa cái symbol luôn đấy các bạn nhá. Đấy, chỉnh sửa cái symbol. Đấy. Đấy, ví dụ như để chỉnh sửa symbol thì các bạn có rất nhiều cách, đúp click vào. Đấy. Hoặc là các bạn có thể vào cái menu này. Đấy, các bạn có thể edit symbol. Đấy, các bạn nhìn thấy rồi ạ. Các bạn tô màu hoặc là chỉnh sửa cái hình khối kích thước tùy ý các bạn nhá. Đấy. Thì cái symbol này, ví dụ bây giờ tôi có một cái symbol này. Tôi có một cái hình này. Hình này đi. Để tôi ra để tôi muốn tạo cho nó một cái symbol. Thôi đúng không ạ? Cái đường shop này cho một cái màu khác đi, xanh đậm hơn một tí đúng không ạ? Và cái này tôi muốn tạo một cái symbol. Đây, các bạn vào đây new, xin lỗi các bạn, đây là cái bảng swatch. Đây, new, chọn cái đối tượng nha các bạn. New symbol. Đấy. Các bạn nhìn thấy gì chưa? Nếu các bạn đã từng làm bên cái phần mềm Macromedia Flash đúng không? Thì khi bán cho cái hãng Adobe thì nó lại là Flash 8, 9, 10 gì đấy. Và bây giờ nó là cái phần mềm Animat, đổi tên là cái phần mềm Animat. Thì sử dụng cái phần mềm Animat thì các bạn muốn diễn hoạt cái đối tượng thì các bạn phải dùng gì ạ? Thì vậy các bạn phải convert thành cái movie clip hoặc graphic. Thì các bạn có thể làm diễn hoạt cho nó chuyển động được. Và ở đây các bạn đặt tên cho cái symbol này, ví dụ như viết button. Đấy. Các bạn có thể chọn movie clip hoặc graphic các bạn. Đấy, cái này tôi chọn movie clip. Đấy. Các bạn có thể chọn cái chữ theo cái định dạng dynamic symbol hoặc static symbol. Đấy. Đấy, các bạn có thể enlarge size. Đấy. Đây, tôi có một cái symbol mới đúng không ạ? Symbol này có một cái dấu cộng, các bạn nhìn thấy không? Đó, tức là nó thêm một cái symbol mới đúng không? Ví dụ như bây giờ cái symbol này tôi muốn vẽ nó. Bây giờ các bạn chọn công cụ spray, symbol sprayer tool. Đấy.
nhỏ thôi. Các bạn có thể bấm phím móc để thu nhỏ với cái đối tượng này thôi. Các bạn nhìn thấy gì chưa? Đó, rất là hay nha các bạn. Thể dùng các cái công cụ này các bạn vẽ. Làm lớn lên này, lớn lên, vâng, đúng không ạ? Tức là các bạn có thể nắm kéo ra đây sử dụng symbol, hoặc là các bạn có thể sử dụng cái kho mà thư viện rất là lớn của Adobe Illustrator, thì cái thư viện này các bạn có thể lưu cái symbol này. Các bạn lưu ý nha, cái symbol các bạn vừa tạo các bạn có thể lưu nha. Đấy, các bạn nhìn dự cho lưu cái symbol này. Đấy, tôi lưu một cái tên, ví dụ như symbol. Đó, bây giờ tôi tắt tất cả cái file này đi, xóa cái file này đi nha các bạn, xóa cái này các bạn. Cái open cái symbol mà tôi đã lưu lại. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Tôi đã lưu trong cái desktop này, thư mục giáo trình Illustrator này, symbol nó các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Tôi sẽ open cái bảng này. Đấy, các bạn nhìn thấy gì chưa? Cái bảng này tôi khi click vào đây thì nó mở lên trên này. Đấy. Đây, các bạn nhìn nhá. Đấy, thấy chưa? Đây là cách lưu và mở cái symbol lên cho các bạn nhá. Đấy, lưu và mở cái symbol này, và mở cái symbol này, và lưu cái symbol này, đúng không? Đấy, trong cái cửa sổ này thì còn có gì nữa? Edit symbol này tôi chỉ các bạn rồi. Thì view cái này cũng dắt cái cửa sổ khác thôi, trong option là sửa thôi, sửa cái tên và thay đổi cái loại symbol, graphic hay là movie clip, đấy, ví dụ thế. Đấy. À, thế rồi, đúng không? À, đây là link, các bạn nhìn click link to symbol. À, các bạn tức là gì ạ? Cái này là một cái file mới rồi và các bạn thay đổi cái này, đúng không ạ? Nó không liên quan gì cái symbol trên đây cả. Các bạn hiểu không? Ví dụ như cái này, tôi không break cái link này ra thì tôi thay đổi, các bạn nhìn này, nó sẽ hỏi bạn edit cái symbol này. Đúng không ạ? Thì nó sẽ thay đổi cái đối tượng bên trong này, thư viện. Các bạn có đồng ý hay không? Ví dụ tôi đồng ý, đúng không ạ? Đấy, thì tôi ví dụ tôi đổi màu cái này thành màu tím. Đấy, các bạn nhé, các bạn nhìn này, symbol này, các bạn nhìn thấy chưa? À, tức là khi các bạn break cái này, tức là bịa gãy cái đường link của cái symbol này, thì nó sẽ không liên quan đến cái này nữa. Khi các bạn chỉnh sửa cái này thì nó không liên quan đến cái button symbol 1 này nữa. Ví dụ bây giờ tôi thay đổi một lỗ này thì bên trong cái symbol này nó không thay đổi nữa nha các bạn. Đấy, nó vẫn giữ nguyên cái gốc. Đấy, ví dụ như cái này. Đấy, các bạn nhìn cái gì chưa? Cái này là symbol option thôi. Các bạn thấy gì không ạ? Đặt play cái symbol option, tức là đặt cái symbol này. Các bạn nhìn gì chưa? Tạo một cái symbol, các bạn chọn cái symbol này đúng không? Play ra ngoài đây, chọn cái symbol này, play ra ngoài đây, chọn cái symbol này, play ra ngoài đây. Hoặc là các bạn có thể kéo trực tiếp này, hoặc là cái cách khác là các bạn có thể dùng cái công cụ symbol spray đều được, đều giống nhau nha các bạn. Đấy, cái này là tạo một cái symbol mới này, xóa một cái symbol này. Đấy, rất đơn giản nha các bạn. Đây là vừa rồi tôi mới giới thiệu với các bạn cái hộp công cụ mà panel và symbol. Đấy, phiên tắt là Shift Control F11. Cái panel tiếp theo tôi muốn giới thiệu với các bạn đó là Transform. Đấy, Transform là gì? Transform là gì? Transform là sử dụng cái panel này để mà áp dụng các kiểu biến đổi, chẳng hạn như định tỷ lệ xoay và làm nghiêng của cái đối tượng này nha các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy gì? Tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Bắt phải đưa thì học rồi này, symbol học rồi này,
Squat cũng học rồi này, bây giờ đến chain form này. Chain form là gì ạ? Tức là nó chỉ là cái vấn đề biến đổi tỷ lệ và xoay hoặc là nghiêng cái đối tượng. Các bạn nhìn thấy gì chưa? Bây giờ tôi có cái hình này, hình vuông này, hình vuông này đúng không ạ? Giờ tôi có hình vuông này. Cái vuông này đang nằm ở cái tọa độ 92,6 926,109 độ kinh đông. Xin lỗi các bạn, không phải kinh đông nhá, nói chung vui thôi. Tức là nằm cái tọa độ 926,109 pixel. Đấy, tức là tọa độ này tính từ cái góc này nha các bạn, góc đầu trên bên trái nhá. Đấy, và y là 420,649 pixel, và cái kích thước của nó là 52,65 pixel nhân với lại 69,175 pixel. Bây giờ ta thay đổi cái kích thước này đi, ví dụ tôi chọn 100, các bạn nhìn thấy chưa, nó lớn hơn kích thước đúng không, nó thay đổi cả chiều ngang và chiều dọc. Khi mà các bạn bấm vào cái chọn cái link này hoặc các bạn ấn link nha, thì các bạn thay đổi một chiều thôi, nó không thay đổi chiều còn lại. Ví dụ sau như các bạn thấy gì, đơn giản nhẹ nhàng thôi đúng không ạ. Bây giờ nó đang cái hộp thoại trên form này nó sẽ có hai cái khu khác nhau. Đấy, trước là hai cái thông số, cái thông số này là cái thông số ban đầu, cái hình này nó đang có đúng không ạ, tức là không có một xoay một góc không bao nhiêu độ hết, và không có bẻ nghiêng một góc bao nhiêu độ. Và đây là cái kích thước mà các bạn đấy, ví dụ như tôi chọn 70, các bạn không zoom lớn hơn đúng không ạ, các bạn nhìn thấy gì chưa, zoom lớn hơn đấy, chiều ngang và chiều dọc link liên kết thôi chứ không có gì cả. Là đây là một cái hình vuông, cái thuộc tính của cái hình này, đây là một hình vuông với kích thước chiều ngang là 70, chiều dọc là 80,705 đúng không ạ, pixel. Đây là không qua một góc độ nào hết. Và bây giờ nhá các bạn nhá, các bạn nhìn này, 6 pixel cái độ bo góc. Đấy, các bạn thấy chưa, bo góc một cái góc là bao nhiêu. Đúng không ạ? Đấy, bo một cái góc là bao nhiêu, và các bạn có thể liên kết bo cho từng cái góc riêng, ví dụ góc bên trái là bao nhiêu. Đấy, góc bên phải phía dưới là bao nhiêu. Đấy, các bạn nhìn thấy gì chưa? Cái này rất hay nha các bạn. Đấy, các bạn nhìn chưa? Dưới 20/20. Đấy, các bạn thiết kế thì cần phải có những cái ý tưởng và có những cái đột phá đó. 20 mới chưa được thì tôi chọn 50. 50 nhìn bự quá xấu đúng không? Thì tôi chỉ chọn có 40 thôi. Ví dụ thế, ví dụ đây tôi cũng chọn 40. Thành một chiếc lá, ví dụ đúng không? Tôi chọn 40 thôi. Ví dụ như thế. Để thành một quả lê luôn, như chiếc lá gì đấy. Tôi chỉ ví dụ minh họa cho các bạn thấy thôi đúng không ạ. Ví dụ như đây scale góc đúng không ạ, hoặc là scale chalk hoặc effect đúng không. Ví dụ như bây giờ tôi quay một cái góc 60 độ này, các bạn nhìn thấy gì chưa, cho một cái góc 60 độ nhé, hoặc là tôi bóp méo đây. Các bạn nhìn thấy cái tâm đây không ạ, cái tâm đây, cái tâm nằm phía dưới này đúng không? Bây giờ tôi không chọn tâm ở đấy, tôi chọn tâm ở nơi khác, ví dụ chọn tâm ở giữa thì nó xoay một góc 90 độ thì nó lấy một cái tâm ở đây đúng không ạ? Đấy, 180 độ đúng không ạ? Trở về 0 độ đúng không? Bây giờ tôi muốn bóp méo nghiêng về bên trái một góc là 30 độ chẳng hạn, ví dụ chọn 30 độ. Đấy, các bạn thấy gì chưa? 30 độ. Không, 30 độ. Cái gì vậy? Không. Cái này cũng tương đương với công cụ ở công cụ chain form nha các bạn. Đấy, nếu các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy rõ đúng không? -30 độ. Đấy, -30 độ cho về đúng không? Đây, chain form các bạn nhìn thấy chưa? Đó, chain form. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Bẻ góc này. Đây, xoay này, xong góc bao nhiêu độ này,
nó cũng giống như cái trên này thôi, chẳng qua là trên này nó sử dụng bằng các cái con số, cái xác suất chính xác 100%. Còn ở đây các bạn có thể scale, quay một góc tự do đấy, các bạn hiểu không ạ? Đó thì đó là transform nha các bạn. Transform thì để thấy cái transform này thì các bạn có thể vào Windows transform CSS8 các bạn. Rồi cái bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc, và cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe hướng dẫn của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì các bạn hãy nhấn subscribe để theo dõi có những cái video mới hơn nữa, hay hơn nữa. Chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn thành công.